Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm thiết bị Hoàng Kiệt. Hôm nay để tiếp tục cái series về thiết bị thí nghiệm, chúng tôi xin giới thiệu cũng như là trên tay máy khuếch từ không gian nhiệt của hãng Delac Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc, model là MSBA. Sản phẩm này rất là nổi bật và có giá thành cực kỳ ưu đãi tại thị trường Việt Nam và được cung cấp bởi công ty thiết bị Hoàng Kiệt. Như các bạn đã biết thì cái máy khuếch từ không gian nhiệt LED Digital Magnetic Striker này của hãng Delac Mỹ, thì cái model MSBA này nó sử dụng rất là bền và với cái giá thành cực kỳ ưu đãi thì nó mang lại cho chúng ta nhiều cái giá trị trong cái việc sử dụng ở cái thiết bị thí nghiệm của chúng ta. Nó đáng mua, nó đáng tiền, nó đáng để sử dụng. Đó, thì sản phẩm này nó được phân phối tại công ty Khang Kiên, đóng gói trong cái thùng như thế này. Thùng rất là nhỏ gọn và dễ vận chuyển cũng như là nó an toàn. Thì mình sẽ khui thùng cho các bạn xem. Thì sản phẩm này mới 100% nguyên siêu, được nhập khẩu bởi công ty Khang Kiên thiết bị thí nghiệm, sẽ được chuyển đến tay trực tiếp của quý vị và các bạn. Đó, như đây là cách đóng thông thường của hãng Delac. Nó sản xuất rất là nhiều và nó xuất khẩu rất là nhiều nước. Đó, bên trong cái MSBA này thì nó kèm một cái cá từ 40mm kèm với lại các cái giấy hướng dẫn. Hướng dẫn thì nó chuyển qua đĩa, thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn về tiếng Việt. Đây là cái giấy đóng gói, bao gồm nhất là sách hướng dẫn này, dây nguồn này, đó, cá từ, rồi vân vân và vân vân, kèm theo một cái giấy CQ thì nó là chính hãng, được đóng gói trong như thế này, và một cái cá từ để chúng ta thử nghiệm. Rồi, đây là sản phẩm chính của chúng ta. Đó, được đóng gói chính là chắc chắn, kèm dây nguồn này. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đó, như các bạn đã biết thì hãng Delac nó rất là nổi tiếng. Nó được sản xuất để cung cấp ra các thị trường châu Âu. Tiền thân của nó là hãng Dragon Lab ngày xưa, và nó bán lại thì nó sẽ mở ra cái hãng Delac này, nó thay thế toàn bộ. Đó, thì đây là cái màn hình hiển thị của cái Delac MSBA, nó sẽ hiển thị trên đây. Và đây là cái chỗ chúng ta bật nguồn, thì nó có cái mũi tên, hãng nó rất chu đáo, nó có mũi tên đây. Và đây là nó sẽ chỉ cho chúng ta là nhấn bớt xuống thì là nó sẽ on. Đó, và đây là cái tốc độ để chúng ta cài đặt được khi hiển thị. Và đây là cái màn hình LED của chúng ta. Kèm theo đây là cái công tắc nguồn, cũng như là phía sau thì cái chỗ chúng ta gắn cái dây nguồn ở phía sau này. Đây là mặt dưới. Mặt dưới thì toàn bộ các bo mạch điều khiển đây. Chân đế thì bằng cao su, nó sẽ bền và nó đứng vững hơn. Kèm với đây là cái thông số của cái sản phẩm này, Delac sản xuất tại Trung Quốc. Đó, model là MSBA, rất là mới các bạn. Thì mình sẽ gắn nguồn cho các bạn xem. Đó, chúng ta chỉ cần bóc dây nguồn ra và kết nối phía sau này thôi, kết nối với nguồn. Rồi, chúng ta sẽ đặt cái mẫu ly mẫu chúng ta muốn khuấy lên đây thôi. Thì máy khuấy nó có nhiều dạng, khuấy từ gia nhiệt và không gia nhiệt. Thì sản phẩm đây là không gia nhiệt. Cách cái máy khuấy bằng gia nhiệt á, thì nó sẽ có giá thành cao hơn, nó sẽ mắc hơn. Đó. Nó tự động nó hít vô như vậy. Thì khi chúng ta kết nối nguồn điện xong thì chúng ta sẽ bật công tắc nguồn. Đó, thì ngay lập tức trên màn hình nó sẽ hiển thị cho chúng ta thấy cái dải số mà chúng ta muốn sử dụng, muốn cài đặt cái tốc độ của nó đây. Ta nhấn xuống là on này, tốc độ là 100 này. Đó, chúng ta điều chỉnh lên. Và như vậy là quay thôi. Như vậy là cái mẫu của chúng ta thì khi chúng ta để vô một cái ly mẫu á, thì nó sẽ bớt kêu hơn cái sản phẩm này. Nhấn xuống cái nữa thì tắt. Rất là chắc chắn. Và cái màu này nó cũng chịu được ăn mòn, có cái tuổi thọ sử dụng là rất là cao. Thì mình sẽ nói thêm qua về cái thông số của cái máy khuếch từ không gian nhiệt Delac MSBA này. Thì cái đĩa đặt mẫu của chúng ta nó thiết kế nguyên khối bằng nhựa ABS. Đó, bằng nhựa ABS. Kích thước của nó là một phi 135. Loại động cơ sử dụng là động cơ DC không chổi than. Vị trí khuấy là một vị trí. Thể tích khuấy thì cái máy này nó có đạt được là 3 lít H2O. Kích cỡ cá từ đây các bạn thấy mắc là 50mm. Và tốc độ khuấy là từ 100 đến 1500 RPM. Nên khi chúng ta mở lên nó hiển thị 100 trên đó.
và có thể cài mắc là 1500 RPM. Tốc độ hiển thị là trên cái máy lắc như thế này, à có màn hình LED như thế này, các bạn thấy rồi đó. Và có thể thay đổi bằng cái núm này thì mình đã diễn giải cho các bạn xem rồi. Môi trường hoạt động của nó là từ 5 đến 40 độ C và 80% độ ẩm. Kích thước của nó là 150 này, 150 và 260 và 80. Đó, trọng lượng thì nó nặng khoảng 1.8 kg, nguồn điện sử dụng nguồn điện 220V, rất là ok. À, vừa rồi thì chúng tôi đã trên tay cũng như là review hướng dẫn sử dụng cho các bạn về cái máy quấy từ không gia nhiệt MSBA của hãng Delac Mỹ. Thì sản phẩm này luôn có sẵn tại công ty thiết bị khoa Khang Kiên. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì vui lòng truy cập website khangkien.com.vn cũng như là máy đo thí nghiệm.com.vn thì chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp đến quý vị và các bạn cũng như là kèm theo các thông số đó, để các bạn có thể nhắn tin Zalo qua số điện thoại 0936 620 757 hoặc là số điện thoại 0938 222 991. Chúng tôi sẽ tư vấn đến quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy cái video này hay thì vui lòng nhấn subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhiều video hướng dẫn và trên tay cái sản phẩm về thí nghiệm nữa. Rồi, xin cảm ơn và